Xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 5 căn nhà thì đã bán 4 căn, chỉ còn duy nhất 1 căn và cái căn này thì là căn trong cùng. Vị trí của nó thì là thuộc tổ 5 Yên Nghĩa, gần với bến xe Yên Nghĩa, rất là phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc quý vị nào đi làm ở Chương Mỹ, quý vị nào đi làm ở Thanh Oai đều rất là hợp lý. Bởi vì tính từ vị trí căn nhà này ra tới bến xe Yên Nghĩa nó chỉ khoảng tầm 800m thôi mọi người ạ. Rất là gần, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Với căn nhà 30m2 thiết kế và xây dựng ở đây cho quý vị là 5 tầng, thiết kế hẳn là được 5 phòng riêng mọi người nhá. Và căn nhà như thế nào thì mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể với cái thiết kế cụ thể như thế nào, đường ngõ thực tế. Trước nhà ở đây thì ở đây thực ra cái này nó theo cái thửa đất quý vị ạ, cho nên cái ngõ đi vào nhà ấy, thì nó hơi nhỏ một chút. Đây là cái phần thực tế đường ngõ Ngọc Ánh quay cho quý vị. Kia là cái đường căn nhà này cách phải tầm 30m là ra tới đường ô tô. Tuy nhiên thì nó mất một đoạn xíu xíu vào đây là ngõ nhỏ, hơi nhỏ một chút. Thì là cái ngõ ở đây thì chỉ một xe máy đi vào thôi mọi người ạ. Và với cái thiết kế của căn nhà này thì phần ngoài, phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa cuốn điện. Và đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp. Với căn nhà 30m2 mà thiết kế cũng rất là hợp lý. Căn nhà này thực ra nó tầm 32-33m mọi người ạ. Với cái phần gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Và thiết kế cách căn nhà này thì theo như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Đã bán 4 căn và chỉ còn duy nhất 1 căn thôi. Với cái phần phòng khách này thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần. Căn nhà này thì hồ sơ điện nước đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, sổ đỏ đầy đủ, sang tên luôn trong ngạch cho mọi người nhé. Đó, đây là cái phần không gian phòng khách. Tiếp theo, đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần tủ bếp thiết kế xong, chỉn chu cho mình rồi. Đó, tủ bếp thì thiết kế là tủ gỗ tự nhiên. Với cái phần mặt bếp thì là ốp đá granite. Ở đây thì thiết kế đầy đủ phụ kiện bếp cho mình, chất liệu inox 304. Khay rửa bát, chậu rửa bát, vòi rửa. Đây mọi người nhé. Đó, rất là hoàn hảo, thiết kế về ở ngay. Diện tích tuy nhỏ nhưng mà mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé, bởi vì thiết kế công năng sử dụng rất là hợp lý. Với cái phần tầng 1 ngoài ra thì thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Đó, đây. Không gian, tủ bếp rất là hợp lý, màu sắc rất là nhã nhặn. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Từ vị trí căn nhà này thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, bởi vậy cho nên quý vị lấy mốc điểm bến xe Nghĩa làm gốc thì vì quý vị có thể cân đo đong đếm cái quãng đường đi xem nó có phù hợp với quý vị hay không. Tầm tài chính thì cái nhà này chủ nhà đang chào bán là 2.650.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và tất nhiên thì khi mua bán thì vẫn có thương lượng thêm một chút nhé. Sau đây mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Ngọc Ánh đang đứng ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là hành lang đi vào, đây là một phòng vệ sinh, kia là một phòng ngủ. Chúng ta sẽ vào phòng vệ sinh trước nhé. Đây, với cái phòng vệ sinh sử dụng riêng cho tầng 2, thiết kế đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối. Ở đây thì là đầu chờ lắp bình nóng lạnh, lavabo cho quý vị sử dụng. Đây, kệ góc, vắt khăn, hợp lý, nhỏ nhắn, xinh xắn. Tuy nhiên công năng sử dụng thì quý vị có thể nhìn thấy rồi. Đây là phần phòng ngủ nhé. Một phòng ngủ ở trên phía tầng 2, đầy đủ vuông vắn, thiết kế sàn gỗ, công năng sử dụng hợp lý. Đó, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, ống chờ dây chờ bình nóng lạnh cũng như là đều đã chờ sẵn. Còn ở trong phòng ngủ thì thiết kế ở đây là ống chờ dây chờ áp chờ ở đây để lắp điều hòa. Với cái cửa thông phòng, tất cả các phòng thiết kế là cửa gỗ chắc chắn, thẩm mỹ. Đấy, thiết kế đơn giản thế thôi mọi người ạ. Nhưng mà ở đây cái căn nhà này nó có sự khác biệt hơn một chút. Ở trên phía tầng 3, tầng 4 thì khác biệt như thế nào thì mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3, tầng 4 nhé. Riêng cái căn nhà này tầng 2 thiết kế một phòng ngủ với một phòng vệ sinh, tầng 3, tầng 4 thiết kế hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Cho nên Ngọc Ánh mới chia sẻ với mọi người là cái căn nhà này thiết kế được hẳn là 5 phòng ngủ.
rất là hợp lý đó. Từ cái vị trí căn nhà này có gần với trường đại học nào không ạ? Có. Thứ nhất là gần với trường Đại học Đại Nam, thứ hai là gần với trường Trung cấp Y, thứ ba là gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, thứ tư là gần với trường Đại học Phenica, thứ năm là gần với trường Đại học Thể dục Thể thao. Nếu như quý vị mà có nhu cầu để đầu tư thì cái căn nhà này 5 phòng ngủ cho thuê cũng rất là hợp lý nhá. Đấy. Đây. 5 phòng riêng. Cửa riêng. Trên phía tầng 2 này. Đấy, 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Tầng 2 thì thiết kế 1 phòng riêng. Tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau như thế này quý vị nhá. Đó. Mỗi một tầng 2 phòng. Tất cả các cửa đều thiết kế là cửa gỗ. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ ở trên phía tầng 3. Đây. Công năng sử dụng đầy đủ, hợp lý. Thiết kế cái này là quá là hợp lý luôn đấy mọi người ạ. 5 phòng ngủ riêng biệt. Một căn nhà 5 phòng ngủ mà giá chỉ có 2.650 triệu. Rất là rẻ đúng không ạ? Sau đây mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Bởi vì tầng 4 với tầng 3 nó thiết kế giống hệt nhau rồi, cho nên Ngọc Ánh tại vì sao nói là 5 phòng ngủ đấy ạ. Và bây giờ thì mời người theo em lên khám phá tầng 5, tầng còn lại của ngôi nhà nha. Và quý vị ơi, đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Với tầng 5 thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây là 2 sân phơi, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần sân phơi phía trước. Xung quanh dân cư vô cùng đông đúc. Hàng xóm ở đây thân thiện, gần gũi quý vị ạ. Quan trọng nhất là sổ đỏ đầy đủ, thiết kế căn nhà nó hợp lý. Quý vị xem review từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà là cũng có thể hiểu được cái căn nhà này thiết kế qua làm sao, hợp lý hay không. Đây, đứng từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy bến xe Nghĩa ngay mọi người ạ. Đó, cho nên Ngọc Ánh bảo là từ cái căn nhà này cách bến xe Nghĩa nó khoảng tầm 800 mét thôi. Chợ rất là gần, chợ dân sinh này, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều xung quanh. Đó. Giao thông đi lại thuận tiện. Giá bán 2.650 triệu. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nha Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình Ngọc Ánh 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị yêu quý của em ở những video tiếp theo.